Câu này là mình xuất danh sách các cái sản phẩm ra một cái tập tin CSV. Nó giống như cái tập tin Excel vậy đó các bạn. Là mình sẽ xuất tất cả những cái dữ liệu ở trên cái sản phẩm ra ha. Thì bây giờ mình sẽ xuất câu số 9 ra như thế này. Như vậy là để xuất cái dữ liệu các bạn, nó có sẵn một cái thư viện CSV rồi các bạn. Các bạn biết cho thầy một cái phương thức để xuất cái sản phẩm ra. Như vậy là cái trang sản phẩm hiện tại của mình là trang này đây. Mình sẽ xuất tất cả các sản phẩm, thông tin toàn bộ. Ở đây có bao nhiêu sản phẩm mình sẽ xuất ra hết. Rồi bây giờ thì các bạn xuống đây ha. Mình viết một cái UI, một cái API để xuất Dev Export Product. Rồi, như vậy là ở đây nè, các bạn sẽ làm như thế này. Các bạn có app.root, chỗ này là mình search product export. Và cái phương thức ở đây thì tùy các bạn, có thể phương thức get hoặc là post gì đó. Thì ở đây thầy cho phương thức get luôn, tại mình xuất ra thôi, không có cái gì phức tạp, không có cái gì là thông tin gì mà nó nhạy cảm hết. Mình xuất thẳng ra bằng cái phương thức get. Như vậy là ở đây nè, mình đã từng làm cái response về trả JSON rồi nè, mình làm response về render template rồi nè, mình làm những cái response về trả một cái chuỗi rồi nha. Thì bây giờ mình sẽ làm thêm một cái loại nữa là trả ra tập tin. Như vậy là ở đây các bạn có một cái response nữa, nó gọi là send file, để mà nó download, nó export xong là nó download về luôn nha. Như vậy là mình sẽ ở đây mình sẽ response về một cái file return file send file ha. Rồi mình sẽ bỏ cái file name của nó vô đây, được chưa? Thì bây giờ mình sẽ viết một cái phương thức để mà lo cái chuyện export này nha. Như vậy là cái chuyện export này là một cái service, nó không liên quan tới cái việc mà tương tác trực tiếp dữ liệu, nó chỉ lấy thôi. Như vậy là các bạn có thể tách thành một cái module riêng. Thì thầy thường đặt cái module tên là util hoặc là service, thì các bạn cứ tạo ở trong đây giùm thầy một cái module util nè, như thế này ha. Thì nó chuyên xử lý một số cái service dùng chung, được chưa? Thì ở đây thầy sẽ export ra như thế này. Đầu tiên thì hiển nhiên các bạn cũng phải import cái DAO vô rồi để mình đọc lên cái đã. Roadmap import cái DAO. Rồi các bạn viết một cái hàm service ở trong đây là export CSV. Rồi thì ở đây nè các bạn, nó hỗ trợ sẵn một cái thư viện để mình làm việc với các tập tin CSV rất là dễ dàng rồi. Đó là cái tên nó là CSV luôn, được chưa? Thì đầu tiên các bạn đọc dùm thầy cái danh sách sản phẩm lên. Như vậy là mình có cái product này, mình có rip dao.rip product. Rồi như vậy là bắt đầu mình ghi cái tập tin CSV. Thì ở trong cái file hướng dẫn của thầy đó các bạn, là thầy cho các bạn hai cái phương thức, để phương thức thứ nhất là đọc nè, phương thức thứ hai là ghi nha. Thì cái phương thức ghi, để ghi á, các bạn sẽ gọi cái phương thức là diswriter. Dis này là dictionary, là một cái từ điển. Và các bạn truyền vô một cái tập tin. Như vậy là lúc này mình sẽ mở tập tin ra với cái vai trò là write, với cái mod là write, tức là ghi vô nha. Còn cái newline này là phân tách giữa các cái phần tử thôi, cái này các bạn cứ để rộng như vậy. Rồi mình đưa cái này vô một cái tập tin nha. Như vậy là sau khi các bạn truyền cái field name này vô này các bạn, cái field name này quan trọng nha. Cái field name này một lát nữa nó sẽ map từng cột. Ví dụ như ở đây các bạn để field name là hai cái này, là cái tập tin CSV này, nó tập tin ra dạng Excel á, nó sẽ có hai cột. Và nó sẽ dựa trên cái chỉ số cột mà các bạn để đây nè, nó biết là nó bỏ cái giá trị này vô cột này, bỏ giá trị này vô cột này nha. Do đó là cái tên này với cái tên này nó phải map với nhau. Như vậy là khi các bạn làm vậy được lợi gì? Thì cái này các bạn không cần phải tôn trọng trật tự. Các bạn chỉ cần đưa ra đúng cái key là nó biết nó bỏ vô cột nào thôi, là không cần phải theo đúng cái trật tự ban đầu. Nhưng mà cái này với cái này là nó phải map với nhau, được chưa? Và các bạn có thể dùng cái này làm cái dòng tiêu đề bằng cách gọi cái lệnh head, thì nó sẽ ghi tất cả các field name này thành cái dòng tiêu đề cho mình. Còn các bạn thấy cái từ này nó có vẻ nó đọc nó không thân thuộc với người dùng á, thì các bạn có thể viết một cái dòng riêng cho tiêu đề cũng được. Tiêu đề first name, last name gì đó, vân vân nha. Thì bây giờ trong cái bài này của mình á, thì thầy sẽ ghi ra cái gì? Thầy ghi ra là ID name, nói chung là thầy ghi ra hết cái này luôn. Chưa? Thì lúc đó thầy làm như sao? Như vậy là mình sẽ gọi cái mở một cái file ra, quick open. Thì hôm bữa thầy có chỉ các bạn nối cái đường dẫn rồi, thì mình cũng tiếp tục mình làm như vậy. Các bạn gọi cái phương thức son, mình có cái đường dẫn ở đây, đang lát mình trả ra các bạn.
os.path.json để nối các đường dẫn lại. Đầu tiên là mình lấy cái đường dẫn tới cái thư mục gốc. Như vậy là các bạn cũng phải import cái app của các bạn. Như vậy là import cái app vô nè. Cái app này là từ cái init của mình đó nha. Là mình nối cái app.rootpath là cái đường dẫn tới cái thư mục gốc. Và nối vô, giả sử như mình sẽ cho nó lưu vô đây ha. Mình cho nó lưu vô đây. Thì các bạn có thể cho nó lưu vô như thế này. Là ví dụ như product.csv. Bây giờ để phân biệt các tập tin đó các bạn có thể để cái thông tin ngày tháng ở đây nè, để phần trăm ghép. À, các bạn muốn lấy cái thông tin ngày tháng hiện tại á, thì các bạn làm như thế này. Các bạn room desktime, import desktime. Cái desktime này là cái mà mình sẽ dùng để tương tác với cái dữ liệu ngày tháng đó các bạn có thể truyền vô đây. Để biết cái dữ liệu nó xuất ngày nào, nó ra cái tập tin mà. Thì các bạn truyền vô dạng pháp như thế này. À, ép kiểu nha, desktime. Các bạn có một cái phương thức là chấm now hoặc là các bạn chấm today gì đó để nó cũng ra cái ngày hiện tại, cái thời điểm hiện tại, thì nó sẽ gắn vô đây để mình ra được một cái tập tin cho mình dễ quan sát coi cái tập tin này là của ngày mấy tháng mấy, và các bạn xuất ra tránh nó trùng tập tin. À, như vậy là ở đây mình sẽ mở cái tập tin ra, data xoẹt vô nha các bạn, data xoẹt, tức là mình bỏ vô ngay cái thư mục này luôn nè nha. Rồi như vậy là mình mở cái tập tin B ra với cái mode là write. Và nhớ cái encoding của nó là mình để là UTF-8. Rồi cái này bỏ vô cái tập tin F. Rồi à, sau đó mình bắt đầu mình tạo ra một cái writer. Nó bằng là csv.diskwriter. Rồi mình truyền cái F vô. Đây mình truyền cái F vô. Và cái phần nữa là phần field name. À cái field name này quan trọng. Một lát nữa là mình sẽ bỏ từng cái dữ liệu này vô, do đó là các bạn phải đặt đúng cái tên này, ID, name và description. Mình copy từ từ qua ID nè, name nè, description, image mình đã có add image, write và category ID. Rồi, các bạn có category ID đây. Rồi, như vậy là các bạn có một cái writer ha. Thầy sẽ lấy mấy cái này, thầy ghi thành tiêu đề của tập tin luôn. Thầy để là writer.writeheader. Như vậy là nó lấy cái field name này, nó ghi vào cái dòng tiêu đề đầu tiên của file Excel. Rồi, sau đó các bạn mới duyệt qua các sản phẩm này, các bạn lấy nó ra. Như vậy là thầy for product, in product. Và các bạn chú ý là mỗi một cái biến product này nè các bạn, là nó chính là nguyên cái cụm này luôn rồi. Và nó đã đáp ứng đầy đủ các cái trường dữ liệu cho mình rồi. Do đó là mình không cần bạc gì nữa hết. Mình chỉ việc gọi cái lệnh writer.writeRound thôi. Rồi, in cái dòng đó ra là xong. À, cái dòng đó chính là cái dòng product. Bởi vì nó là từ điển, nó map đúng cái mình muốn luôn rồi. Rồi sau khi kết thúc cái này nè các bạn, thầy trả về cái đường dẫn cái tập tin. Đó là cái bên. Để nó trả ra ngoài người ta download để các bạn. À, cái này là mình cho public. Rồi sau đó là mình có được cái này ha. Thì các bạn qua bên đây. Các bạn mới gọi cái hàm là import cái util vô. Import cái tập tin, cái map của mình vô ha. Đây là util. Đây là cái module của mình. Đây cái util này là nguyên cái module nha. Và ở đây các bạn mới util mình gọi. Mình gọi cái phương thức là export. Rồi là nó trả ra cái đường dẫn để nó send file ra ngoài. Được chưa? Rồi ở ngoài thì mình chỉ việc mình tạo ra một cái link thôi. Thì các bạn ra ngay cái chỗ mà template của mình, ngay cái chỗ mà product list nè, các bạn tạo cho thầy một cái link để mà nó thực hiện cái thao tác, nó xuất cái này ra một danh sách và nó click vào đó nó sẽ tải về luôn. Thì các bạn có thể cho một cái H1 center ở đây. H1 ví dụ như A ha. Cái này là ví dụ mình nói là tải danh sách xuất tập tin. Rồi href của mình bây giờ mình sẽ rõ tới đó. Là mình có một cái href nè ha. Bỏ vô đây UL for. Rồi các bạn bỏ cái tên phương thức vô, nó tự bạc thành cái URL cho mình.
các bạn có một cái class Test Center. Cái này là class của Bootstrap này các bạn. Test ví dụ như là Danger, Warning. Đây là các cái màu của trong Bootstrap. Thì bây giờ các bạn reload lại. Đây các bạn bấm F5 ha, là mình sẽ có thêm một cái suất danh sách. Là cái này do màu xanh của siêu liên kết đây các bạn. Các bạn bấm vào đây nè. Đó thì lúc này nó sẽ xuất ra một cái tập tin để các bạn tải về. Thấy chưa? Thì các bạn có thể tải về ở desktop hay đâu đó. Rồi các bạn bấm vào đây. Đây các bạn, đây là cái thông tin của các cái sản phẩm mình vừa mới xuất ra ha, cái tập tin dạng Excel. Đây là các tiêu đề hồi nãy và các cái thông tin mà mình xuất ra. Thì các bạn quay vào bên trong cái data của mình đó. Đây các bạn sẽ thấy nó có file tương ứng của mình tạo ra được nãy nè. Để nó trả ra ngoài cho nó export ra ngoài. Đây cái file mình tạo rồi đó, mình đặt tên hồi nãy đó. Nha.